sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái bài tập lớp 8 liên quan tới hằng đẳng thức, mà đề bài là tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức quen thuộc. Tại sao thầy lại dùng cái từ quen thuộc? Là bởi vì trong quá trình học ở lớp 8 rồi đến lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 có một vài lúc chúng ta làm bài tập là chúng ta sẽ dùng lại cái biểu thức này đấy. Dùng lại cái đa thức này. X bình phương cộng x cộng 1, x bình phương trừ x cộng 1, đúng không nào? Giá trị của nó, giá trị nhỏ nhất của nó là gì? Là bao nhiêu? Thế xong rồi nó luôn dương nữa. Cái tính chất luôn dương này, khi mà chúng ta học đến giải phương trình ấy, ở lớp 8, lớp 9 cũng có, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là phương trình vô nghiệm trong tập số thực nhá, vô nghiệm trong tập số thực. Thế thì hằng đẳng thức nào mà chúng ta phải dùng ở đây? Nó liên quan tới bình phương, có dấu cộng, có dấu trừ. À, thì cái hằng đẳng thức mà chúng ta cần nhớ cho thầy đó là A trừ B bình phương thì bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. A cộng B bình phương thì bằng A bình phương cộng 2AB và cộng B bình phương. Viết xuôi, diễn xuôi là như vậy. Còn diễn ngược là gì? Diễn ngược là nếu có A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương thì phải viết được thành A cộng B tất cả bình phương. Vào đây, câu đầu tiên luôn đi. X bình phương cộng X cộng 1 thì chúng ta sẽ biến đổi cái vế này sao cho nó giống với cái dạng hằng đẳng thức này. Thì ở đây sẽ là X bình phương rồi này, đúng không? X bình phương thì giống như A bình phương. Thế cộng 2AB thì phải là 2 nhân X. 2A, đây là A mà. Chúng ta đang hiểu ở đây là X chính là bằng A. Thế thì bây giờ 2 nhân với X xong lại phải nhân với một cái số nào đấy. 2AB mà. Thế B là cái gì? B sẽ là 1 phần 2. 1 phần 2 chính là bằng B. Để làm gì? Để khi mà nhân 1 phần 2 vào đây ấy, thì 2 nhân 1 phần 2 thì nó ra 1. Vậy thì đây nó là X bình cộng với X. Thì là X bình phương cộng với X. Thế nhưng nếu đây là B ấy, thì theo công thức nó phải là B bình phương tiếp theo. Vậy thì B bình phương ở đây sẽ phải là 1 phần 2 tất cả bình phương. Thì đây là khớp theo công thức rồi nhá. A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. A là X còn B là 1 phần 2. Đúng chưa? Thế nhưng mà khi lấy 1 phần 2 bình phương ấy, thì bọn con lại nháp vào đây. 1 phần 2 bình phương thì nó chỉ là 1 phần 2 nhân 1 phần 2 thì nó ra 1 phần 4 thôi. Và đề bài của mình là con số mấy? Con số 1. Vậy thì mình phải cộng thêm với bao nhiêu nữa để cho nó ra 1? Trong khi chỗ này chỉ mới 1 phần 4 thôi. Vậy chúng ta phải cộng cho thầy vào đây là 3 phần 4. Thì bây giờ khớp hết rồi. Dấu bằng ở đây là chính xác rồi. Cái này thì bằng cái này rồi. Cái chỗ này này thì nó bằng x rồi. Còn chỗ này là 1 phần 4 cộng 3 phần 4 thì nó bằng 1. Vậy thì bây giờ sẽ viết tiếp vào đây là bằng cái gì đây? Cả 3 cái này là hằng đẳng thức. Vậy nó sẽ chính là x cộng 1 phần 2 tất cả bình phương cộng với 3 phần 4. Một biểu thức mà viết thành bình phương cộng 3 phần 4 thì thầy đã có video giải thích rồi. Là vì cái x cộng 1 phần 2 này là bình phương nên nó không âm với mọi x của R. Mà vì nó không âm nên khi mà lấy cái bình phương này cộng thêm 3 phần 4 thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 phần 4 với mọi x của R. Và khi lớn hơn bằng 3 phần 4 rồi thì người ta mới kết luận là vậy giá trị nhỏ nhất của x bình phương cộng x cộng 1 là 3 phần 4. Giá trị nhỏ nhất này đạt được khi nào? Khi mà cái 3 phần 4 này nó bằng 3 phần 4 còn cái ông bình phương này là bằng 0. Vậy là khi x bằng âm 1 phần 2. Đó. Rồi tương tự với cái x bình phương trừ x cộng 1, người ta cũng tách khôn khéo thành x bình phương trừ 2 nhân x nhân 1 phần 2 cộng 1 phần 2 bình phương, để cho nó có dạng hằng đẳng thức là A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Thế thì chỗ này vẫn phải cộng với 3 phần 4 nữa. Để 1 phần 4 cộng 3 phần 4 thì ra con số 1. Còn cái tích này này thì ra trừ x rồi, dấu trừ thì chép nguyên, x bình phương chép nguyên. Vậy chỗ này chính là x trừ 1 phần 2 tất cả bình phương cộng với 3 phần 4. Và cái này lớn hơn hoặc bằng 3 phần 4 với mọi x thuộc R. Về sau người ta không có viết dài dòng như thầy viết ở trên này đâu. Về sau người ta chỉ có viết thế này thôi nè. Là những thầy cô, các thầy cô chấm bài cho chúng ta là các thầy cô sẽ hiểu. Đây nhá, cái này nhá, chuyển ra thành dạng hằng đẳng thức nhá. Thêm bớt thế này sao cho nó vẫn có dấu bằng ở giữa. Rồi viết thành bình phương cộng một số. Mà bình phương cộng một số thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng số đó. Cái tính chất này là trong toán học là hiển nhiên được sử dụng rồi. Để kết luận, vậy giá trị nhỏ nhất của x bình phương trừ x cộng 1 là 3 phần 4 khi x bằng 1 phần 2. Khi mà cái bình phương này nó bằng 0 này thì 0 cộng với 3 phần 4 sẽ bằng 3 phần 4. Mà cái này bằng 0 khi nào? Thì trong ngoặc này bằng 0, vậy là x bằng 1 phần 2. Đấy, nó rất cơ bản thôi nhưng mà con phải nhớ.